Lao động Trung Quốc mễu dự vì bị công ty Đài Loan sa thải hàng loạt. Bao Chen là một trong những công ty sản xuất giày dép lớn nhất thế giới, chuyên gia công cho những thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, đã từ chối cho không cho phép nhóm người lao động Trung Quốc quay trở lại Việt Nam làm việc. Lý do được đưa ra là dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và Bao Chen thấy nhóm lao động Trung Quốc giờ không còn cần thiết. Chúng tôi đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của công ty, từ việc tái cấu trúc sản xuất đến đưa ra những kinh nghiệm quản lý từ Trung Quốc vào Bao Chen Việt Nam. Giờ đây khi công ty đã vững mạnh và việc sản xuất có khả năng tự động hóa cao hơn, chúng tôi bị các quản lý coi thường và phải nghỉ việc với cái cớ ảnh hưởng của COVID-19. Dai Yang, một lao động Trung Quốc đã làm việc cho Bao Chen tại Việt Nam từ năm 2003 bức xúc. Nhóm 150 lao động mới nghỉ việc được cho biết, Bao Chen đã bắt đầu cắt giảm từ 1.000 nhân viên người Trung Quốc ban đầu xuống còn 400 người vào năm ngoái. Năm nay họ lại tiếp tục sa thải thêm 150 lao động bao gồm cả tôi, Dai Yang nói thêm. Trong email thông báo hôm 27 tháng 4, Bao Chen cho biết họ buộc phải cho các nhân viên người Trung Quốc nghỉ việc do dịch bệnh, khiến cho lợi nhuận kinh doanh bị sụt giảm và cần điều chỉnh nhân lực. Doanh thu của Bao Chen, công ty với khoảng 350.000 lao động trên toàn thế giới đã giảm 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Andy Yang, một trong những lao động Trung Quốc bị sa thải cho biết, họ vô cùng khó chịu khi nhận được tin bị cho nghỉ việc với lý do tác động của dịch COVID-19. Hầu hết những người trong chúng tôi đều đã làm việc cho Bao Chen những năm 1990. Khi đó chúng tôi còn là những thanh thiếu niên, bây giờ thì đã hơn 2 thập kỷ trôi qua. Tôi làm việc tại chi nhánh đồng hoàn của Bao Chen trong 11 năm kể từ năm 1995. Ban đầu tôi chỉ được trả 300 nhân dân tệ mỗi tháng. Năm 1998, lương tháng của tôi bắt đầu lên là 1.000 nhân dân tệ. Vào đầu năm 2005 thì Bao Chen đưa tôi đến Việt Nam với mức lương 700 đô trên tháng. Công ty tại Việt Nam bây giờ càng ngày càng lớn mạnh với khoảng 10.000 lao động tại mỗi phần xưởng và họ không cần chúng tôi nữa, Andy Yang bất bình. Bao Chen cho biết họ sản xuất hơn 300 triệu đôi giày mỗi năm, chiếm khoảng 20% số lượng giày thể thao các loại giày khác có nhãn hiệu trên toàn cầu. Hôm 13 tháng 4 thì công ty Bao Chen tại Việt Nam đã được yêu cầu tạm dừng sản xuất 3 ngày vì không đáp ứng tiêu chí hạn chế tiếp xúc xã hội để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan.